Em chào các bác nhá. Hôm nay em lên một em đua Android thương hiệu Nhật các bạn. Đấy. Một xe Android thương hiệu Nhật, khung carbon, càng carbon, chạy full đồ 105. Cặp vành má vít các bác nhá. Đấy, con này có size đứng bằng 48 sang ngang 50. Đấy, xe hàng xách tay của em. Con này thì nó không còn giấy, mất giấy. Đấy, xe thì còn quá là ok. Xe rất còn mới đấy các bạn. Đấy, thương hiệu Android, size đứng 48 sang ngang 50. Bác nào có nhu cầu ấy thì xin hệ qua số điện thoại 0918 096 215. Số điện thoại trên em dùng Zalo. Các bác vào kết nối em sẽ gửi hình ảnh chi tiết cho. Đấy, các bác nào vào xem kênh nhớ ấn vào nút đăng ký và nút chuông để nhận thông báo hàng ngày. Và địa chỉ cửa hàng em là ở tại khu cầu Giàm, xã Tân Hương, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Và em nhận bao ship toàn quốc các bác nhé. Đấy, xe thì còn quá là ok. Đấy, quá ok luôn. Đấy, bác nào vào xem kênh nhớ ấn vào nút đăng ký. Và em sẽ vào chi tiết ngay bây giờ con xe này. Con này có thương hiệu là Android các bạn. Đấy, mà mã của xe là GFX8 nha các bác nhá. Đấy, ghi đông phốt tăng nhôm, đệm này vẫn là carbon này. Đấy, cái này của nó là carbon nhưng nó lắp cái gì em chẳng biết. Đấy, cái nào carbon này. Đấy, ghi đông phốt tăng nhôm các bác nhá. Đấy, tay đè lắp 105. Xe thì còn khá là mới. Đấy, cụm phanh trước cũng là 105. Đấy, khung carbon, càng carbon các bác nhá. Đây là khung carbon này. Em sẽ quay khung về sơn và xe thì gần như là còn nguyên rất là đẹp. Đấy, cộng yên Android này. Đấy, yên có lỗ thoáng khí này. Đấy, vẫn là thương hiệu Android này. Hàng là hàng xách tay của em các bác nhá. 105. Cặp vành là cặp vành má vích. Đấy, lốp theo xe là các bạn. Đấy, BS tôn, lốp theo xe, đũa dẹt đây các bạn này, đũa dẹt. Con này chạy với xem là mấy lít nào, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lít các bạn, 10 lít. Đằng sau là 105, khung carbon các bác nhá. Gạt đề trước là 105 này các bạn này, còn rất là mới. Đuôi đĩa là 105 các bác nhá. Đấy, xe thì còn quá là ok. Giờ X F, giờ FX8 thương hiệu Android, thương hiệu này đến từ Nhật cho nhá, thương hiệu đến từ Nhật. Đấy, càng các con lốp là lốp bê tông cả đôi các bạn. Đấy, vành là vành Mavic này các bạn này, may hơn Mavic. Đấy, và em sẽ sang mặt trái của xe để các bác theo dõi. Đây là mặt trái của xe các bạn. Đấy, và đề trước là đề lắc 105 các bác nhá. Đấy, 105. Đấy, cái này là bằng carbon nhưng không biết để làm gì, em chẳng biết được người ta đội vào để làm gì đấy. Đây là mặt trái của xe các bạn. Đấy, mặt trái đấy, càng carbon. Xe này còn khá là đẹp, xe khá đẹp đấy các bạn. Đấy, vành là vành má vích này. Đây, cái tem Mavic này nó bị lột ra. À, đây Mavic. Đấy, vành vành Mavic. Xe còn đẹp lắm các bạn. Xe còn quá ok. Túi điếm 105. Trục của nó là trục bạc đạn. Anh chói cái chữ này là một chữ nó gần như là lõi lên trên này. Cái chữ này này. Đấy, nhìn rõ là carbon bên trong luôn. Đấy, các bạn nè, nghĩa là cái phần đấy người ta không sơn. Và em sẽ nói lại con xe này. Con này là có thương hiệu Android, thương hiệu đến từ Nhật các bác nhá. Đấy, có size đứng bằng 48 sang ngang 50, khung carbon, càng carbon. Đấy, cặp vành má vít. Đấy, phía đông có tăng nhôm, chạy full đồ 105 các bác nhá. Đấy, xe thì còn khá là đẹp, chạy với 10 lít hai đĩa. Em sẽ quay qua về hình thức bên trái của xe để cho các bác tham khảo. Đấy, xe này cổ quá ok.
Bác nào có nhu cầu thì xin liên hệ qua số điện thoại em ghi trên tiêu đề các bác nhé. Đấy. Đấy, em sẽ quay qua về mặt xa xa tí. Và các bác vào xem kênh nhớ vào nút đăng ký. Rồi em cũng xin phép được dừng video tại đây. Và cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau. Xin hẹn gặp lại các bác nhé.